Hương Chu Kim một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị ơi. Đây rồi. Wow, người đẹp xa ra Bình Hương Chu Kim thật là hay. Dạ, chiều qua thì quý vị khán giả mình cũng đã nghe lời tâm sự của Bình Hương rồi. Người muộn màng đã đến trước đó quý vị. Dạ, với ca khúc này thì nhạc sĩ đang cập nhật, cho nên là em chưa có biết là ai sáng tác quý vị. Chị chứ bà nội. Nó hát mà nó chịu nói xong mình biết rồi, bị thì giới thiệu phải không? Dạ rồi á, con bé Bình Hương nó hát cái bài hồi nãy là thật sự là nó trải lòng mình đó chị. Đúng rồi. Nó trải lòng của nó là yêu tôi, nó dũng không thành. Thì cũng giống như em yêu sang cao. Nó phụ với gì qua gì chơi. Có sao em sang cao. Rõ ràng. Cưng kêu sang cao mua hộp vịt chứ cưng sang cao không mua. Hải Đăng kêu cái sang cao mua 10 trứng. Trời ơi, có 2 trứng đó bà nội anh. Có 2 trứng vịt là nghèo khổ, có tiền mua đâu 10 trứng. Trời ơi, em nói gì kỳ vậy? Nè, người ta mua 2 trứng người ta vẫn mua, còn bà kêu ta đâu có mua. Đã trời, ai cũng có lá vé thì mình thương về mình đồng hóa tay giúp chúng em mà. Còn nếu ai có lá vé rồi sẽ thương bắt thì sẽ cấu bắt đâu. Dì ồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mây thì đây, xấu thì ra mây thì đây. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương thị trấn. Đầu tranh như ngã chim con lên nhau xuân thờ chờ đất. Lập lên đông đống hoa đăng nước dâu em đi vào nhà. Đã 33, 33, 263, 33. Chơi một lần rồi. Thấy anh sao? Đã lắm. Thấy gì vậy trời? Bà nội đu ghe ngon bà nội. Chứ chơi cái gì? Đu ghe đó. Giờ là em xin phép chờ số cho anh vòng loại 823. Wow, 823 có đúng rồi. Số mấy vậy? 52 và điểm chiêu qua. Có 1, 16. Có 2. 23. Có 3. 42. Hợp lệ. Đưa thứ 2, 8, 2, 3. Đúng trong rồi. 52. Có 1. 48. Có 2. 33. Có 3. 12 ạ. Hợp lệ. Dạ thôi, còn vị chủ nhân là mình kinh trùng con số 52 đúng không quý vị? Mình tiến lên sân khấu cho bên em dò cờ cho quý vị ha. Nếu như không có ai thì bây giờ anh chị quyết định là mình sẽ chia đều hay là mình quay số ạ. Dạ rồi, bây giờ mình có một tặng phẩm là một con gấu bông chạm lửa. Bây giờ là nếu mà mình đổi ra quy ra sản phẩm đã có vợ là cái gì ông nội? Đã là mình quy ra sản phẩm thì là được 200.000 đồng. Bây giờ nếu mà ai quay số lớn sẽ lấy một phong bao lì xì trị giá 200.000 đồng. Còn nếu không thì mình chia đều mỗi người một phong bao lì xì trị giá 100.000 đồng mà. Dạ rồi, chia đều cho anh Quang, chia đều cho anh nữa. Dạ rồi, cảm ơn chị ha. Cảm ơn quý vị và hiện tại là tất cả những nam thanh nữ tú của cảnh sát của Tư Hương Nam đang phục vụ cho tất cả quý vị mình những vòng loại vô cùng là ưu đãi và đặc biệt của những buổi tối ngày hôm nay, đó là 10.000 đồng mấy quý vị ha. Trúng về một con gấu bông thiệt là lớn hoặc là chúng ta sẽ trúng về phong bao lì xì 200.000 đồng. Dạ. Và bây giờ tiếp tục chương trình ca nhạc của vòng loại mới thì mời quý vị khán giả sẽ cùng thưởng thức với giọng hát của người đẹp Cúc Cúc Bi Bi Miu với ca khúc Một Thuở Yêu Người. Một xe vỗ tay thật lớn đúng không quý vị? Chương trình của tôi chương trình nhạc tới đi mang cho một nhạc phẩm cái bằng tên Một Thuở Yêu Người. Xin mời cô chú sẽ cùng thưởng thức cả. Hey!
cô chú chị mình cùng ủng hộ cho cái thái của công ty Nam này. Vừa qua cô chú chị mình đã thức qua một nhạc phẩm được mang tên Một Thuở Yêu Người. Hay quá chị ơi, dạ. Quá trời mặc áo bà ba mà nhảy quá trời nhảy luôn. Bài hát này chị hát tặng cho em đó. Một thuở không, sao ai đang tặng cho em đi trời. Một thuở em yêu sang cao. Không có ai nữa là không có tất cả chị đã. Có, người tình có, tôi sẽ đấu mà thôi. Có là người tình tôi sẽ đấu mà thôi. Nhắn thề không? Không có thề gì chứ, thì như thế là thề cái gì? Nghĩa là em đã chấp nhận. Không có gì hết. Ồ, giống như chị là chị được thừa nhận không? Gọi thừa nhận cái gì? Là chị đã có bồ. Bồ là ai? À, là người ta. Người ta là ai? À, chị là ai? Ai phải nói luôn. Ai phải nói luôn. Nói đại cho em. Ai phải nói luôn. Ví dụ bồ Tân Thảo là thành nhà. Em đâu phải đại. Có không? Trời ơi. Bộ yêu tinh và bạn trẻ. Bạch Khải ơi, không biết có hay không, mới nhờ mua đồ dùng á. Đấy rồi, bây giờ đang nói quá trời rồi kìa. Chị rõ ràng là chị lớn hơn thằng Nam 21 tuổi. Nó học tình yêu không phân biệt tuổi tác nha. Ủa sao mới đó không có, mà tình yêu không biệt tuổi tác là cái gì? Rồi, miễn sao mà hai người ta thương nhau. Ủa, rồi. Khải ơi, em không có nghe cái câu mà chồng ai vợ 18, chồng lên 3 hả? Chị phải, A Châu già thì không gặp khỏi non. Khỏi non thì có, răng Châu thì rụng đồ chào rồi. Với nào quý vị trở lại với dòng loại này là 10.000 đồng cho một tá lá vé. Cô chú chị mình có cơ may nhận thưởng về bao lì xì trị giá 200.000 đồng mà nhận qua một con gấu bông nha quý vị nha. Dạ kính mời tất cả bên dưới ủng hộ chị tá lá vé cuối tay à. Dạ rồi, bây giờ ai chưa có lá vé thì nhắc nhẹ dừng mình đầu ngón tay, chúng tôi sẽ tới phục vụ liền quý khán giả. Còn nếu ai có lá vé rồi xin hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Do chúng em sẽ đưa quý vị khán giả mình tham quan chuyến bay hạnh phúc nha quý vị nha. Xóc cờ ra, móc cờ ra, xóc cờ ra, may gì đây? May gì ra, may gì đây, may gì ra, mười quyết có dây dòng này. Trần lại đây, trần lại đây, và nghe tiếng xuất xuất gì đây? May gì ra, may gì đây, may gì đây? Di xuyên dạng chảo tay mà bằng ngọc. Rồi sao? Mình thăng một đằng bạc mà làm tin. Bạc làm duyên, bạc có quyền. Còn 30, còn 30, còn 30. Còn 30, hay gì đây, cái mấy chị đi. Gì đi xuống gì đây, qua bếp bàn tay nhốt ngay con khỉ đồn. 40
hai gì đây, hai gì ra, cái này hai gì đây, hai gì đây. Có thờ có thiên có duyên tâm chết liền. Hai chục nguyên còn 20, con 20 là còn 20. Dạ, quý vị khán giả mình ơi, anh xin lặp lại bốn con số vừa qua của người đẹp Cookie Meal và ba vợ chồng của ở Hà Giang nha quý vị nha. Dạ, 11, 30, 28 và 20, 20. Vì chú nhân mã vé vòng lại 922 ạ. Đúng nhầm rồi, 36 vừa kêu qua. Có 1, 20. Có 2, số 10. Có 3, số 8 ạ. Hợp lệ. Dạ rồi, chứ mở cùng vị chú nhân được giải số 36 nó không mà mờ về số khấu chúng mình kiếm manh luôn ạ. Dạ rồi, bây giờ là mình có tặng phẩm là một con gấu 200.000. Bây giờ mình lấy gấu hay lấy tiền hả cô? Dạ rồi, mời cô vào trong. Dạ rồi, một phong bao lì xì gửi tặng cho cô. Xin chúc mừng cô rất là may mắn cho một loại này nha quý vị ha. Và ngay từ bây giờ thì vẫn là tiếp tục với giá là 10.000 đồng. Chúng ta sẽ trúng vào một phong bao lì xì trị giá là 200.000 đồng và là một con gấu tổ mà chà, đúng không? Dạ đúng rồi ạ, vòng loại này chúng ta sẽ trải qua vòng loại 10.000 đồng mà. Chị ơi, chị còn kêu anh lên làm cái gì nữa? Sao mà đây thì hai đứa đứng bên đây, rồi mình tiến đứng bên đây. Bây giờ một là anh tiến đứng đây, còn hai là hai đi đi xuống, chứ không phải là đứng chung được. Ồ, vậy đó nghe. Đứng chung được. Ồ, gì vậy? Trời ơi, không có đứng chung nhưng mà năm mà bé Nam cũng có đàng hoàng như thế nào, ta đã có vợ rồi thì đàng hoàng vậy. Người nhà năm ba cái cửa, có vợ rồi có vợ nữa không sao. Ủa gì bữa hổm anh tiếng nó chở chị trên đèo, chị cũng ôm nó rồi chị hôn nó lại, chị sao? Chị sao cái chị là qua đường thôi, chị trên đường thì gọi là qua đường. Nè, đây qua đường nè, đây mới là chính thống nè. Thôi đi bà kế bên đó nè bà. Đứa nào kéo mà, đứa nào chùm mờ, sao tự nhiên giặt áo cho người sinh lưng như trời. Mời gọi người ta đi. Trời ơi. Quý vị ơi, quý vị cái nhà nào ai chưa có vé dòng loại này thì quý vị cái nhà mình ủng hộ vé dùm cho em. Tiếp tục vẫn là 10.000 đồng từ lá vé nha quý vị. Nhanh mau còn lại để bên trên chúng em sẽ mở thưởng để cái nhà mình được giờ sớm, để cái nhà mình chờ đợi lâu. Dạ sao dạ, bây giờ ai chưa có lá vé thì vé trên lầu luôn ạ. Nam Thanh thì chạy lên lầu dùm em đi ạ. Và ngay từ giờ này quý vị cái nhà mình có lá vé trên tay, tập trung em sẽ chuẩn bị chờ sớm. Thưa quý vị, bông hoa này là bông hoa nở muộn cho quý vị. Những tấm vé cuối tay là những tấm vé chuỗi nhiều may và sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều may mắn. Con sáu mươi, số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây.
cho số tiếp. Số gì đây, máy gì đây, số ra có mấy con hai gì ra, cái hai gì đây, cái hai gì ra, hai gì đi con hai gì đây. Đường gì thu manh không sao ru, đi miên trên đồng đánh luôn. Đi bộ băng qua miên lối đi, quanh co bó qua bốn mùa. Nhà em vui sớm, kiếp đôi mái chân nấu trắng cài trước sau. Qua nhà bước xanh lơ, có hồ cá lên thơ. Đây là nhạc số 6 với sân khấu để chúng em chỉnh manh luôn ạ. Đó là vòng loại tiếp theo, cũng là vòng loại 10.000 đồng. Chúng ta sẽ trúng qua một cái phong bao lì xì trị giá 200.000 đồng ạ. Dạ rồi, đâu ạ, chúng ta là nhạc số 6 đâu vậy ạ? À, đang xuống. À, đang xuống rồi chị. Dạ sao ạ? À, đó là chị tới. Dạ. Mà. Wow, lại là chị nữa. Dạ, em chào chị ạ. Dạ rồi, mời chị đến sân khấu ạ. Dạ, xin được phép là số dòng loại 730. Đúng dòng loại. Số 6. Có 1. 21. Có 2. 37. Có 3. Dạ, 60 à. Hợp lệ. Dạ, còn ai nếu không quý vị, còn ai đọc giải con số 6 không ạ? À? Dạ, nếu không còn ai đọc giải thì xin phép trao tặng phẩm cho chị gái. Em mời chị vào bên dạ, trong. Dạ, mời chị vào trong để nhận qua một quà lì xì trị giá 200.000 đồng ạ. À.